Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái rào cản trong tư duy của các bạn. Nó sẽ làm cho bạn rất là khó để ra khởi nghiệp hay là khó để trở thành nhóm búa. Đó là chúng ta bị một cái rào cản rất là cố hữu, đó là chúng ta không dám phản biện với những người chung quanh mình. Chúng ta chỉ có cái tư duy là chấp hành mệnh lệnh 100% ý kiến của người của cái cấp trên mà. Hay mình gọi là thụ động á, chấp nhận theo. Thì khi mà bạn làm như vậy thì bạn trong quân đội được, bạn làm bên ngành mà mang tính tính chất là điều 1 xếp đúng, điều 2 nếu xếp sai thì phải quay lại điều 1 thì được. Còn ở đây chúng ta tính cách của một người khởi nghiệp, ở đây mình muốn nói là tính cách của một người khởi nghiệp chứ không phải là tính cách của nhân đình của một người làm công, tính cách của một người khởi nghiệp thì bạn phải sẵn sàng, ngay từ nhỏ bạn phải thể hiện được cái tính cách là luôn luôn sẵn sàng phản biện. Nếu mà mình thấy rằng cái ý kiến đó nó không phù hợp, mình sẵn sàng mình phản biện với cấp trên liền. Ví dụ như mình gặp rất là nhiều bạn kêu là em làm việc ở công ty đó, em thấy cái ông sếp em, ổng nói những điều nó không có phù hợp. Một bạn làm ở một cái công ty PA, ổng nói những điều không phù hợp nhưng mà em không có dám nói. Mình hỏi tại sao em không dám nói? Bởi vì em nói em sợ ổng không có thích em, ổng sẽ không tạo điều kiện cho em. Đó, tức là những cái người đó là họ có tư duy của người làm công, họ an phận, các bạn biết không? Vậy thì một trong những cái bí quyết để chúng ta luyện ngay cái tính cách ngay từ nhỏ là chúng ta sẵn sàng phản biện, sẵn sàng hỏi, sẵn sàng những gì thắc mắc là sẵn sàng nói. Mình kể với bạn một cái câu chuyện này nó rất là vui. Các bạn nên nhớ là cái người Israel đó mà, đúng không? Người ta nói cái người Israel là cái người mà họ nói rất là nhiều, họ hay hỏi, họ hay thắc mắc. Và thậm chí các bạn đọc trong những cái câu chuyện mà thành công của Google, của Microsoft, của Apple rồi đó, là người ta luôn đặt cái bộ phận nghiên cứu, cái bộ phận người ta nói là bộ phận nghiên cứu phát triển là nằm tại đất nước Israel. Bởi vì cái con người Israel họ luôn thách thức cấp trên, trong bộ phận quản lý là họ luôn luôn thách thức cấp trên. Thì mình có một lần, mình nhớ cũng lâu rồi, mười mấy năm trước rồi, thì mình có một lần mình tiếp hai người khách ở bên Israel qua. Thì các bạn bên trên đường đi, cái người Israel họ hay lắm, họ có những cái suy nghĩ, họ có những cái câu nói mà làm mình rất là giật mình. Thì cái đợt đó là mình làm việc cho cái công ty nước ngoài mà, cái thời đó mình còn làm việc cho công ty nước ngoài, thì họ qua Việt Nam của chúng ta và mình có nhiệm vụ là đưa họ lên Bình Dương để xem hàng một số đối tác. Thì trên đường đi chưa qua khỏi cầu Bình Triệu đâu, còn trong lòng Sài Gòn, tự nhiên họ hỏi khoảng 9 giờ sáng, họ hỏi: ủa chứ ở bên mày mọi người sao cái giờ này không đi làm mà ở đâu đầy đường vậy? Tự nhiên họ hỏi cái câu đó mình cũng giật mình cái bạn. Tự nhiên họ luôn thắc mắc, họ luôn hỏi vậy á, mình cũng giật cho mình cái mình mới trả lời mình cứ họ đi làm á, chứ họ mới hỏi lại mình. Người Israel họ hỏi là mình đi làm sao không ở trong văn phòng mà sao ở đâu mà họ chạy đầy đường. Mình mới nói là họ đi giao hàng, họ đi giao dịch với khách hàng, họ này kia, họ cảm giác họ không hiểu. Và đúng rồi, sau này mình có dịp mà đi các nước thì đúng là giờ đi làm nó không có đông người như chúng ta đâu, các bạn thấy không? Tự nhiên họ có được cái góc nhìn nó rất là tuyệt vời. Hoặc là đi qua cái cầu Bình Triệu, cái họ nhìn xuống dưới sông á, tự nhiên họ thấy cái lục bình á, ở bên sông mình lục bình trôi rất là nhiều. Họ nói: ủa cái gì mà nó trôi đầy dưới sông? Mình kêu là những cái hoa, cái hoa, cái nói bằng tiếng Anh rất là khó diễn tả, mình nói là những cái hoa, những cái loại cỏ, những loại hoa mà nó sống trên nước á. Họ thắc mắc, họ kêu vậy chứ giờ cho họ xuống mà xem được không? Các bạn lên vô đây điều này, họ luôn thắc mắc, họ luôn tò mò. Các bạn nên nhớ vậy, họ luôn thắc mắc, họ luôn tò mò. Vậy thì cái người Việt của chúng ta là luôn là bố nói gì là phải nghe, mẹ nói gì là phải nghe, mẹ nói là đi học ra trường để mẹ đi xin việc là phải nghe. Chúng ta không dám thách thức người khác, đó là cái ý thứ nhất. Cái hai ra là chúng ta không có cởi mở. Khi mà chúng ta suy nghĩ một cái ý gì mới, một cái idea gì mới á, các bạn hay có xu hướng gì giấu. Có nhiều bạn hỏi kinh doanh gì, dạ bí mật. Kinh doanh bí mật ai biết? Các bạn phải nói ra, các bạn phải nói ra I1, nói ra I2, nói ra I3, để người này góp ý, người kia góp ý. Những người không học, họ đi ra ngoài, họ hỏi dưới đó, họ nói em kinh doanh cái này được không, anh kinh doanh kia đâu. Các bạn cứ sợ người ta lấy ý tưởng của bạn rất là khó các bạn từ một ý tưởng mà biến thành sản phẩm, rồi từ sản phẩm mà biến thành ra cái dịch vụ á, nó cả một cái đoạn đường rất là dài.
Nên là hôm nay mình rút lại, các bạn có ý rằng là chúng ta cần phải có những cái ý kiến, chúng ta phản biện lại, chúng ta sẵn sàng hỏi, sẵn sàng thắc mắc, là chúng ta hỏi rằng thấy người kia nói sai là chúng ta sẵn sàng, à theo cái ý của anh nó là như vậy nè, theo cái ý của em nó là như vậy nè, và em nhận ra rằng là điểm anh nói nó có những chỗ nó không hợp lý nè, hoặc là chúng ta cái gì không hài lòng là chúng ta nói ra ngay, không nhất thiết gì là chúng ta phải im. Cái đó là chúng ta đang từng bước rèn luyện cho mình cái tính cách gọi là tính cách gì, tính cách phản biện, chính cách làm chủ được cái suy nghĩ và ý tưởng của mình, và đó là tiền đề để các bạn ra khởi nghiệp và sau này bạn điều hành một cái doanh nghiệp thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.